thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của SEC về lệnh đóng băng tài sản của Binance US. Trong khi đó, giá BNB đã phục hồi mạnh sau phản ứng của ông chủ Binance Changpeng Zhao về các cáo buộc bán Bitcoin để hỗ trợ BNB. Hacker Triều Tiên dướng nghi án là chủ mưu đứng sau vụ hack phí Atomic Wallet trị giá hơn 100 triệu đô la. Ở một diễn biến khác, cộng đồng Pioneer đang xôn xao trước thông tin về việc một địa chỉ ví cá mập đã gồm 270.000 pi trước thềm Pi2Day. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Đầu ngày 14 tháng 6 theo giờ Việt Nam, phiên điều trần giữa Binance và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC liên quan đến yêu cầu đóng băng tài sản của chi nhánh của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, Binance US đã chính thức diễn ra. Tại phiên tòa, các luật sư của Binance đã đưa ra lập luận rằng lệnh đóng băng tài sản có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến sàn giao dịch. Đồng ý với lập luận trên, thẩm phán Amy Berman Jackson thuộc Tòa án quận Columbia cho biết việc đóng cửa hoàn toàn sẽ gây ra hậu quả đáng kể, không chỉ cho sàn giao dịch mà còn cho thị trường tài sản kỹ thuật số nói chung. Sau nhiều giờ điều trần kín, thẩm phán Jackson đã đưa ra phán quyết cuối cùng là tạm thời không đóng băng tài sản và cho phép Binance US tiếp tục hoạt động bình thường. Quyết định này có thể được xem như một chiến thắng nhỏ của Binance. Tuy nhiên, thẩm phán cũng đưa ra một số hạn chế nhất định. Binance US được yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản của mình sang địa chỉ ví mới và giám đốc điều hành Changpeng Zhao không được quyền động vào khoản tiền này. Đồng thời, thẩm phán cũng yêu cầu Binance US báo cáo chi tiết về chi phí kinh doanh và lệnh cho hai bên tiếp tục đàm phán và thỏa thuận về việc giảm nhẹ yêu cầu đóng băng tài sản. Thời hạn được tòa án đặt ra là đến cuối ngày 15 tháng 6. Sau đó, thẩm phán sẽ tiếp tục xem xét về các đề xuất. Theo một báo cáo từ Elliptic, thiệt hại từ vụ hack ví tiền điện tử phi tập trung Automatic Wallet hiện đã tăng vọt lên hơn 100 triệu đô la. Con số đáng báo động này cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, ước tính đã xâm phạm khoảng 5.500 ví tiền điện tử. Như CryptoLeakVn đã đề cập trong các bản tin trước, vào ngày 3 tháng 6, nhiều người dùng Atomic Wallet đã bất ngờ báo cáo về việc toàn bộ danh mục đầu tư tiền điện tử của họ đã bị tấn công. Theo Elliptic, rất có thể vụ hack liên quan này có liên quan trực tiếp đến nhóm hacker khét tiếng đến từ Triều Tiên, Lazarus Group. Nhóm này được cho là đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la tài sản tiền điện tử thông qua hàng loạt vụ tấn công khác nhau. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, phía Atomic Wallet vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân của những tổn thất đáng kể này. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều lo ngại từ người dùng, những người đang hồi hộp chờ đợi phản hồi từ công ty. Được biết, cập nhật cuối cùng của công ty là vào ngày 8 tháng 6, khi tuyên bố rằng sẽ cam kết giúp đỡ các nạn nhân từ vụ hack thông qua sự hợp tác điều tra với Chainalysis. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi thứ dường như bị chìm vào lãng quên. Khác với những vụ hack khác, phía Atomic sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản bồi thường cho người dùng vì nó là một dịch vụ phí tự kiểm soát, tức người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm với tài sản của họ. Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã đưa ra những phản hồi mới nhất về yêu cầu của Coinbase liên quan đến sự rõ ràng trong quy định về tiền điện tử. Trong một bức thư đệ trình lên Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ, SEC cho biết họ cần thêm thời gian là 4 tháng để trả lời yêu cầu của Coinbase về việc đưa ra các quy tắc mới và cung cấp sự rõ ràng hơn cho luật điều chỉnh tiền điện tử. Được biết, bức thư là để đáp lại lệnh của tòa án vào ngày 6 tháng 6 đối với SEC, yêu cầu cơ quan quản lý giải quyết xem họ có phủ nhận việc đưa ra quy tắc hay không, hoặc nếu họ cần thêm thời gian để trả lời. SEC cho biết họ chưa quyết định hành động nào sẽ thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần kiến nghị đó và tuyên bố của yêu cầu của Coinbase về lệnh bắt buộc là không có giá trị. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tuyên bố rằng kiến nghị nên bị từ chối, nhưng cho biết rằng họ sẽ có thể đưa ra khuyến nghị về kiến nghị của Coinbase xoay quanh việc xây dựng quy tắc trong vòng 120 ngày tới. Về phía mình, giám đốc pháp lý của Coinbase, Val Reward đã lên tiếng cho biết rằng SEC đã tiếp tục lặp lại sai lầm rằng họ vẫn chưa có bất kỳ quy định mới nào. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng Coinbase sẽ từ chối cam kết với bất kỳ thời hạn nào, bất chấp lệnh rõ ràng từ tòa án. Gã khổng lồ công nghệ Google đã buộc phải quản việc ra mắt dịch vụ Bard AI của mình tại Liên minh châu Âu EU sau khi các nhà quản lý Ireland đã cáo buộc họ vi phạm về thủ tục đăng ký. Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland, gọi tắt là DPC, đã ra quyết định chặn việc ra mắt Bard, một dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI tổng quát của Google tại EU do lo ngại về quyền riêng tư. Được biết, Google đã ra mắt Bard tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và 178 quốc gia khác vào đầu năm nay. Tuy nhiên, cho đến nay, nó vẫn chưa thể triển khai dịch vụ tại châu Âu. Chia sẻ về quyết định làm khó Google, Phó Ủy viên DPC Raham Trely cho biết Google chỉ mới thông báo cho quỹ ban về ý định ra mắt 3 tại EU trong tuần này, đồng thời giải thích rằng Google đã không cung cấp cho quỹ ban bất kỳ bản tóm tắt chi tiết nào, cũng như không thấy đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu hoặc bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. Do đó, quỹ ban buộc phải ngăn chặn kế hoạch ra mắt tại EU của công ty. Cách tiếp cận của EU đối với quy định về AI được cho là đã nghiêm ngặt hơn nhiều so với những nỗ lực của các nước láng giềng ở Anh và Hoa Kỳ. Việc thúc đẩy tập trung quản lý nhiều hơn vào các công nghệ AI ở EU bắt nguồn từ đạo luật AI của EU, một khuôn khổ được đệ trình vào tháng 5 năm 2023 nhằm điều chỉnh trí tuệ nhân tạo ở EU. Giám đốc điều hành của Binance Changpeng Zhao đã một lần nữa lên tiếng dập tắt các tin đồn xoay quanh tình hình tài chính của sàn giao dịch. Đầu ngày 14 tháng 6, cộng đồng tiền điện tử đã tiếp tục truyền tai nhau loạt thông tin có bằng chứng cho thấy Binance đã bán ra lượng lớn BTC để hỗ trợ cho BNB trong thời gian qua. Theo đó, nhiều tài khoản Twitter đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy khối lượng lớn BTC được bán trong những ngày đầu tháng 6, dẫn đến suy đoán cho rằng sàn Binance đã xả BTC để trợ giá cho BNB. Một tài khoản khác thì khẳng định Binance đang bán BTC để thu về USDT, sau đó dùng để mua BNB từ ngày 27 tháng 5. Ngoài ra, Binance còn dùng những giao dịch khác thông qua stablecoin Pi2Day để làm giảm áp lực bán BTC. Đây được xem là một thủ thuật thao túng thị trường về mặt kỹ thuật. Trước những tin đồn này, ông chủ Binance đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên, tuyên bố Binance chưa từng bán bất kỳ BTC hay BNB nào, thậm chí vẫn còn nắm giữ số lượng FTT khổng lồ của sàn FTX. Tuy nhiên, những khẳng định chắc nịch trên dường như vẫn chưa đủ thuyết phục, với việc nhiều tài khoản Twitter vẫn đang yêu cầu Zhao cung cấp thêm bằng chứng. Cùng với những tiến triển có phần tích cực trong vụ kiện với SEC, giá của BNB đã chứng kiến sự phục hồi trong 24 giờ qua. Tính đến chiều nay, BNB đang giao dịch tại 247 đô la, tăng 3,8%. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Nansen cũng chỉ ra rằng lượng tiền nạp rút khỏi Binance đã đạt trạng thái gần như cân bằng trong 24 giờ qua. Dịch vụ web của Amazon, gọi tắt là AWS, đã đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động trong khoảng 3 giờ. Tuy nhiên, sự cố đã không ảnh hưởng đến các nút mạng Ethereum, vốn phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ lưu trữ của Amazon. Trong một thông báo vào ngày 13 tháng 6, AWS cho biết việc tạm thời ngừng hoạt động là do họ đang điều tra tỷ lệ lỗi và độ trễ gia tăng ở các vùng của Hoa Kỳ. Sự cố đã khiến nhiều tổ chức tin tức chính thống như Associated Press bị ảnh hưởng và không thể xuất bản các bài báo. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ một người dùng Ethereum, Ivan Vanes, mạng Ethereum đã không bị ảnh hưởng bởi sự cố trên. Mặc dù đến 64,5% các nút mạng trên Ethereum phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Amazon, khoảng 20 phút sau khi phát hiện ra sự cố, phía AWS cho biết nguyên nhân cốt lõi của sự cố được kết nối với một dịch vụ có tên AWS Lambda, cho phép khách hàng chạy mã cho các loại ứng dụng khác nhau. Hơn 3 giờ sau khi AWS ngừng hoạt động, công ty đã báo cáo rằng sự cố đã được giải quyết và tất cả dịch vụ AWS đã hoạt động bình thường. Trong bối cảnh sự kiện Pi2Day diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đang đến rất gần, một số pioneer đã không ngần ngại khi bỏ ra một số tiền khá lớn để tích cực gom Pi tích trữ. Vào hôm qua, cộng đồng pioneer tại Việt Nam đã râm ran trước thông tin một địa chỉ ví cá mập đã nhận về một lệnh 270.000 Pi. Động thái này được suy đoán là ví cá mập trên đã gom Pi từ thị trường OTC, với tính tổng giá trị của số Pi khổng lồ lên đến 3,3 tỷ đồng, tương đương 140.000 đô la. Điều đáng chú ý là động thái trên diễn ra khi ngày Pi2Day đang đến rất gần, cùng với loạt sự phát triển đột phá gần đây trên toàn mạng lưới PiNetwork. Mặc dù phần lớn cộng đồng PiNetwork đã không còn mặn mà với việc Pico Team sẽ open mainnet trong sự kiện sắp tới, nhưng đâu đó vẫn còn một số ít pioneer vẫn đặt kỳ vọng mạnh mẽ rằng open mainnet sẽ sớm diễn ra. Bằng chứng là các pioneer đã tích cực tích trữ Pi trong thời gian này, cũng như việc các câu hỏi về open mainnet vẫn đang được đặt ra liên tục trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Khi nửa đầu năm 2023 sắp kết thúc, BTC đã trải qua một giai đoạn hỗn loạn nhưng vẫn tăng giá hơn 55% kể từ đầu năm, khơi dậy sự lạc quan mới của các nhà đầu tư và góp phần đưa gần 48.000 cá nhân thành triệu phú. Tính đến ngày 13 tháng 6, số lượng địa chỉ triệu phú BTC là 76.078, đánh dấu mức tăng ấn tượng 49.994 địa chỉ, tăng tương đương 170,89% so với số liệu được ghi nhận vào ngày 5 tháng 1. Cụ thể, trong số các ví triệu phú này, có đến 70.747 địa chỉ khác nhau nắm giữ số dư BTC trị giá hơn 1 triệu đô la, trong khi 5.331 chủ sở hữu BTC trị giá ít nhất 10 triệu đô la. Sự gia tăng đáng kể về số lượng triệu phú BTC là minh chứng cho hiệu suất ấn tượng của tiền điện tử trong nửa đầu năm nay. Mặc dù phải đối mặt với các giai đoạn biến động và không chắc chắn, song BTC đã thu hút được số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng và trở thành tâm điểm trong bối cảnh tài chính. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,1 nghìn tỷ đô la, giảm 0,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin lùi về 25.959 đô la, giảm 0,7% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 1.746 đô la, mất 0,2% giá trị. Binance Coin phục hồi mạnh 5,2% về mức 248 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của CryptoLeakVn. Đừng quên để lại ngay một like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.